Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em cái đang ở con đường đi vào nhà A Hầu. Hôm nay thì em cái sẽ đưa em Dinh đi vào để biết nhà cửa của A Hầu ạ. Hôm nay vì A Hầu không biết có ở nhà không, anh Ngọc thì có chút công việc bận đấy. Vì sau này anh em Dinh cũng đi làm cùng anh em y. Thì trước mắt thì em cái đưa đi vào thăm cái gia đình A Hầu, thứ hai để thăm lại cái con vật nuôi. Thì dạo này A Hầu đây làm ăn như thế nào, không biết là A Hầu có ở nhà không. Nhà A Hầu là ở đây nhá, lầu lúc chế luôn nhỉ. A Hầu luôn nhỉ nhá. Bây giờ thì anh em sẽ đi vào nhà. Bây giờ A Hầu có ở nhà không nhỉ? Chế lâu chế nhà bé ý ở đây nó. Ở trên trên phong dù nhớ xa khua mà ý giả thôi. A Hầu ơi, đâu rồi? Hả? Chê à? Chê à? Ừ, tốt à? Ô hô, đẹp trai nhờ. Đây, đây, đây. Ở lòng đi A Phong à? Tụi đi A Hầu, không? Vâng. Ở A Phong, thế nhờ? Vâng. Sau này thì anh em mình đi làm thì mình phải biết nhà, biết cửa mà coi như là biết với nhau ấy. Coi như là công việc của bà con mình đi giúp đỡ bà con thì cũng cùng liên kết coi như là giúp đỡ nhá. Tụi khác, nếu tụi tế sợ ok, hốt ok rồi nhá. Đây, lòng trọc cờ hỡ rồi, lấy cho luôn đi, chỉ tao một con nhỉ thế, còn thế ra thú. Để bộ da vàng của A Hầu này, luôn luôn nụ cười trên mô đây này. Mong đợi chị gái Linh Mỹ Xá. Nhá, lòng trọc rồi. Đây, mua hơi chê. Mua xả xuống chê, chê này, nhé. Lấu chê này, đây. Đây, ăn cơm chưa? Ăn xong rồi. Ăn xong hả? Ăn cơm hay mình mẹ đây? Ăn mình mẹ này. Đây, ý là cái lưu này thì em Dình không có, nhưng mà ý là đưa hôm nay ấy, em cái đưa em Dình vào đây để biết nhà cửa của A Hầu nhá. Anh chị xong ở phố thì gì lầu tre tí gì bê tre không mua tre thì nữ thứ nhóm phim trai gì thứ nó gì nữa như nhau hết rồi. Bây giờ thì hoàn cảnh của bà con vùng cao thì nhà nào cũng như thế thôi. Đây. A Hầu cái cửa này không mở được à? Không mở. Ủa để cũ đó. Em ngủ xong phải gọn gà chứ phải không? Vào đây. Ủa giời ơi, giờ này em không vào nhà ngủ à? Hả? Ngủ hả? Ngủ à, ngủ xong thì gấp chăn. Anh em mình phải gấp chăn gọn gà đẹp tí, gấp gọn đi đó. Ủa rồi, em cũng biết à? Để xong anh, à? Để anh hứa giấm cho em. Nhá, ok rồi nhá. Tải pha phải tải chỉ phải không? Tải đi, tải đi. Ngủ xong thì gấp. Để. Ngủ xong thì gấp nhá, gấp gọn gàng. Không cho các cháu vào đây để nghỉ phải không? Đây, gấp như thế này nhá. Đó, thế này. Ngồi xong thì gọn gà thế, có khách vào thì nhìn cái dừa mình mới đẹp ý, hiểu không? Vâng. Căn nhà mới hoành tráng, thôi. Đưa anh đi xem con vật nuôi này, con dê nào. Vâng. Đây. Anh chị chồng, lấy phố cử ý ở bên thế thôi. Nữ mùa mè trước tiên thôi, hiểu không? Đấy, vì hôm nay thì em cái tiện đưa em Dình đi vào thăm gia đình A Hầu để biết vì cái phần thức ăn ngô cũng ít thôi, cũng không nhiều. Để sau này có em Dình hay có cái lòng động cái động lực ấy trong lòng để mình cùng đi vào để trao với phần quà hoàn cảnh như gia đình khó khăn ấy. Ô vợ Hầu nó mở tà mà yo muốn ăn chua không xin nhá. Ô xin mũi quá đâu rồi đây lâu à lúng cua đi à đây cua nhá. Bây giờ thì em cái sẽ đưa em Dình đi vào xem lại cái con vật nuôi A Hầu được các cô bác để hỗ trợ ấy. Để sau này nếu mà em Dình có cái nhân lực đi làm cùng anh em mình để mong cũng các cô bác để cũng có hỗ trợ cái phần quà cho gia đình em Dình sau này cho em Dình cái thay đổi ấy. Chín đi. Chín A Hầu. Thi xuống. Được chưa? Đây à. Lo cho chín à? Vào. Rong rong à? Hả? Anh ấy chỉ tủ rồi. Chỉ tao tủ rồi, nếu không được biết tao lại phá tao rồi, hả? Tao tao xía nhé. Anh chế, tao tao xía rồi, rông chỉ đông. Rông á? Hả? Rồi, rông á. Anh chế rông có chỉ đông? Đây, bây giờ thì đưa em Dình về thăm lại cái con vật nuôi của gia đình A Hầu. Thì em Dình cũng rất là khen. Gia đình A Hầu cũng rất là may được các cô bác ấy, để hỗ trợ được rất nhiều phần quà, rất là có ý nghĩa, coi như là cái con vật nuôi cũng khá là đẹp. Đi. Khóa đây. A Hầu đi là vườn rau của em đâu? Chùa rau à? Chỗ là một chùa. Hôm nay là chủ yếu là em cái về báo tin vui và đưa em Dình ấy để tham gia gia đình A Hầu để xem lại cái mô hình làm rau của A Hầu ấy nào. Rau này ốc vừa đi chả? Đó, ủa hôm nay không thế. Nó tải chả? Có tải đâu. Nó tải thôi. Đấy. Bây giờ thì sẽ đưa em Dình cho xem này. Đấy. Anh chị
của trào xía dù à, mua rau thì nó phải vừa dù phải không? Mua phong thủy tua này, mua rau này, chỉ mua ngay cái mua rau mua cua to nữa nó thấy rồng không? Đây, A Hậu cũng có trồng ớt, à, để sau này có khách về thì mình còn có cái thức ăn gì ấy mình có được chấm để ăn không? Rau này gà nó bay hết à? A Hậu, à, cái nổ rồi. Cái nổ rồi. Nó tả thế nó. Đây là cái mô hình cái vườn rau của A Hậu. Tuy là cái đất không bàn phẳng nhưng mà A Hậu gia đình cũng rất là chịu khó ấy. Cũng trồng được cái rau này phục vụ trong gia đình thì cũng rất là tốt rồi. Sau này ví dụ có khách đến này, cái bữa ăn hàng ngày của gia đình ấy. Đây. Anh chị ơi, lâu tiên là tản rau thôi à? Tản nhóm nhá, tản khua cho đi cho chị thu ấy. Anh chị ơi, lâu là của tia tôm tôm rau của trên thì nếu rồi. Phần củ này thì A Hậu cũng lấy về thì em cái tiện hôm nay đưa em Dình ấy đi vào tham quan lại cái vừa rau và cái đống củ của gia đình A Hậu ấy để sau này coi như em Dình đi về nhà mình cũng có cái động lực thay đổi cái suy nghĩ để chịu khó để làm ăn nữa vì em cái cũng theo em cái cũng gần nhà em Dình ấy thì nhìn hai vợ chồng em Dình cũng rất là chịu khó rồi nhưng mà em cái muốn đưa em Dình đi tham lại những hoàn cảnh còn nghèo mà cũng rất là chịu khó như thế này ấy. Để sau này em gì có thay đổi được. Đây, anh chị ấy lầu tiếp tia đồng đó chỉ cho tí này đi ạ. A Hậu, mất cả lớp như thế này không vào đấy à? Hả? Không vào ạ. Không vào luôn á? Vâng. Ôi dồi ôi, cửa chính là? Vâng. Cái cửa chính này không mở à? Không mở ạ. Em phải để, luôn luôn phải để cái cửa chính cho mình đi chứ hả? Vâng. Đây ạ, vì cái bà con ấy không có chỗ nào để củ thì chắc cũng bố mẹ A Hậu để tạm thôi, chứ có thời gian để dọn đi thôi. Thế em cái như cái cửa chính của bà con ấy, cũng phải luôn luôn phải mở. À, mình hàng ngày mình phải đi, mà sau này có công việc thì mình cũng phải sử dụng cái cửa chính đấy. Thế bố mẹ đâu A Hậu? Bố mẹ có ở nhà. Có nhà đi đâu? Làm cây. Làm cây, làm cái gì? Cái này. À, đi lấy củ hả Hậu? Lấy củ. Đi lấy củ à? Lúc nào mới về? Tối rồi. Tối mới về à? Ừ. À được. A Hậu bây giờ cũng tiến bộ tí rồi. Em phải trao đổi vào tiếng phổ thông phải không? Anh em bây giờ mình cũng không nói tiếng Mông nữa, mình hạn chế. Bây giờ tiếng Mông không nói, em ra ngoài đây. Bây giờ anh em sẽ ra ngoài để em cái họ báo cái tin ấy, rõ ràng hơn. A Hậu. Hôm nay thì anh vào đây nhá, anh báo tin hôm nay em ấy báo cho em biết. À. Để mình sắp xếp thời gian mình đi gặp chị gái Lê Mỹ Xá, em có muốn đi không? Đi rồi. Hả? Đi rồi. Đi phải không? Đi rồi. Nhớ chị gái Lê Mỹ Xá không? Nhớ rồi. Nhớ à? Nhớ rồi. Đúng rồi, bây giờ thì em cái vừa báo là A Hậu có thích đi gặp chị gái Lê Mỹ Xá không? A Hậu rất là thích rồi. Nhớ lắm rồi phải không? À. Lâu lâu mình chưa đi phải không? Chưa rồi. À, thế nhá. Nhưng mà nếu mà em đi vào đấy gặp chị gái Lê Mỹ Xá mình sẽ mua cái quà gì? Vâng. Dự kiến sẽ mua cái quà gì để đi đi tặng chị gái Lê Mỹ Xá này? Vâng. Em sẽ mua quà gì đấy? Vâng. Ở dù không có chị nào ở dù sẽ dù không có chị mù phú à? Sẽ mù em mà sao chị ấy dù chị mù phú. A Hậu đang suy nghĩ vì muốn đi gặp chị gái Lê Mỹ Xá mình phải mua một cái món quà rất có ý nghĩa mà tiện đi vào thăm nhà làm tâm gia luôn phải không? Mua mà rất chủ chơi chia đó nó. Là ủa chơi chia là mua chia là rồng hỡi phải không? Bây giờ thì em cái báo tí tin cho A Hậu là đưa A Hậu đi gặp chị gái Lê Mỹ Xá xong thì A Hậu sẽ thay đổi cái tư duy coi như là sau này A Hậu có thay đổi dần được mình sẽ hạ sơn ấy. Vì cái này A Hậu đưa A Hậu đi gặp đi tham nhà của chị gái Lê Mỹ Xá xong thì để A Hậu có áp dụng được cái bản thân A Hậu có thay đổi hay không. Thì hôm nay em cái chị vào báo cái tin cho A Hậu nhưng mà bảo A Hậu có muốn đi không? A Hậu rất là muốn đi phải không? Vâng. Nhớ lắm phải không? Lắm rồi. Hả? Lắm rồi. Nhìn cho nó đây à? Cho mà mù cho mà yếu khứ chứ khứ. Khứ nạ. Đúng rồi hả? Mù cho mà khảo kế thì nó. Bố em đi làm về thì tối em bảo bố em có đi không nhá. Vâng. Nếu mà bố em đi thì chuẩn bị quần áo may lên nhà anh để anh đưa đi nhá. Vâng. Hả? Vâng. Ở chi nè? Ở bó chỉ bao? Vâng. Ý là em cái nó A Hậu thì lúc A Hậu cũng không hiểu nhưng mà chắc em cái cũng lại nói về tiếng địa phương thì mong thôi. Ồ đúng rồi, chỉ nó hả? Chỉ mù mà các thủ ba không giả không? Nhá. Thì thâu bên một số rau vì anh em Lê Mỹ Xá từ chi tua này hả? Bố của chị Lê Mỹ Xá đã đến đây đến nhà của bố em rồi. Bây giờ thì mai nếu mà em đi thì phải dụ bố đi nữa. Nhá. Chứ cho chị mù đi nhá. Để bố của em để đi biết nhà biết cửa của bố chị gái Lê Mỹ Xá chứ phải không? Hay thông ra sau này nếu mà có duyên với nhau thì có biết nhà biết cửa. Thì hôm nay thế tối nay chị khó tắm rửa nhá. Đi tắm rửa xong gội đầu này, vuốt tóc này, nhổ rau các kiểu nhá. Nhá. Bây giờ thì
em cái vào đây báo cái tin vui cho A Hầu để A Hầu chuẩn bị tinh thần để tắm rửa sạch sẽ, xong thì chắc tối bố A Hầu về chịu khó nhá. Cứ bảo bố đấy, bảo bố cao, bảo là bố vì hôm trước cái chị gái Linh Xá, bố của chị gái Linh Xá cũng đã đến rồi không? À. Thì mình cũng phải bố phải em phải dụ bố em đi xuống nữa. À. Ừ, nhá. À. Nếu có gì đâu muốn mà để tiếp bao ấy rau là tôi. À. Mù kia này nhá. Mù kia. À. Hay tao rau. Tao nhá. Ừ. Đây A Hầu sẽ quyết tâm sẽ dụ cho bà được bố của A Hầu đi vào gạc bố của chị gái Linh Xá ấy. Vì hai thông giang trước kia bố của chị gái Linh Xá cũng đến đây rồi. Thì A Hầu cũng bảo thế, nhưng mà cái này em Khánh chưa gặp trực tiếp bố A Hầu thì cũng chưa biết. Không biết là có rủ được đi hay không. À, thì chỉ nghe cái A Hầu nói thế thôi. Nhưng mà nếu mà theo em cái nghĩa, nếu mà rủ được bố A Hầu đi vào đấy nữa thì rất là mừng rồi. À, cái này thì em cái chỉ vào báo cái A Hầu tin thế nào nhá. Đá đê nhá, tắm rửa ra nhá. Chùa không giàu đi, lông khâu hầu nhá. Ua còn rông rào nhá. Lấy tóc này vuốt tóc lên nữa cho đẹp trai đi hết rồi nhá. Chủ yếu là hôm nay thì em cái về dụ A Hầu báo A Hầu một tí tim để cùng đưa A Hầu đi gặp chị gái Linh Xá, nhưng mà ở dưới đấy không biết là chị gái Linh Xá có biết A Hầu sẽ chuẩn bị mình sẽ đi gặp gia đình đấy không. Nhưng mà theo em cái nghĩ là cái đấy để sắp xếp cái thời gian ấy, đi vào đấy mình cứ đi đột ngột ấy, thì không biết là chị gái Linh Xá có ở nhà hay không, hoặc là có cái lờ như thế nào ấy. Mấy cái hôm trước ấy, A Hầu cũng lên nhà em cái để rủ em cái để đưa A Hầu đi gặp chị gái Linh Xá, nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh rất là phức tạp ấy, có nghiêng quá mình không để đi được. Thì bây giờ thì cũng đỡ rồi, thì em cái hôm nay cũng vào báo cái tin A Hầu, nhưng mà A Hầu cũng rất là muốn đi để A Hầu muốn chuẩn bị một cái món quà rất là bất ngờ để đi tạm cho chị gái Linh Xá ấy. Thì hôm nay thì em cái vào đây cũng không gặp bố mẹ A Hầu ấy, chủ yếu là muốn nếu mà gặp được bố A Hầu ấy thì Hầu rủ cùng anh em mình cùng đi được thì cũng rất là tốt rồi. Vì trước kia bố của chị gái Linh Xá cũng đến đây cũng có lờ mờ bảo là sau này dịch giá mà đỡ thì bố A Hầu với cùng A Hầu lại đi vào gia đình bố của chị gái Linh Xá ấy. Thì hôm nay em cái vào đây thì lại không gặp bố của A Hầu, thì em cái cũng chỉ bảo A Hầu bảo tối nay A Hầu có dục thế nào bố có đi cùng không. Nhá. Ở chỗ hai chiếc ở xin lộp mù kia mà tí nhá. Dạ. Xin mù nè. Hai đi mù mù. Mù. Hai đi mù xin mù. Hai mù mà tí nhá. Cái này thì em cái trực tiếp không gặp được bố của A Hầu thì cũng không biết cái có dụ được đi không. Chỉ từ nó của A Hầu bảo là A Hầu sẽ cố gắng dụ bố cùng đi ấy. Thì hôm nay thì em cái chỉ vào đây coi như là báo cái tìm thì cho A Hầu, mà A Hầu từ cái mấy tuần vừa rồi A Hầu đã dụ em cái của đưa A Hầu đi, nhưng mà do dịch rất là nghiêm ấy không đi được. Thì bây giờ cũng đỡ rồi, thì hôm nay em cái tiện vào báo thì A Hầu cũng bảo muốn đi luôn, thì chắc mai mình sẽ sắp xếp thời gian để đưa A Hầu đi. Mình sẽ đi bất ngờ luôn, không thông báo cho chị gái Linh Xá biết để bất ngờ cho chị gái Linh Xá. Vì hôm nay thì sẽ báo cho A Hầu để A Hầu chuẩn bị tinh thần thôi, để tắm giặt này gội đầu này, chị chăn điểm tí phải không? Coi như là đi vào nhà có người yêu thì phải chuẩn bị sạch sẽ đi nhá, chú đáo nhá. Thì hôm nay thì chủ yếu là em cái về thao lại A Hầu, mà A Hầu cũng mình sẽ báo thế này chuẩn bị tinh thần, mà báo cho A Hầu chuẩn bị tinh thần ấy, tiện đi vào thang cái nhà mới của chị gái Minh Sá ấy, mà thao lại cái mấy cái con vật nuôi của chị gái Minh Sá nữa. Vì A Hầu dạo này cũng đi cùng anh em mình ấy, cũng nói chung là cũng chưa thay đổi được cái tư duy suy nghĩ. Vì trước kia em cái với anh Ngọc đi tìm mua đất hạ sơn cho A Hầu, nhưng mà A Hầu cũng nghe từ hai ba phía của mấy anh em hàng xóm này cũng không chị hạ sơn. Thì hôm nay thì em cái cũng vào báo thì em học mình sẽ đi vào bất ngờ luôn để trao cái phần quà rất có ý nghĩa từ tay bạn, từ tay A Hầu đã chọn ra tặng cho người yêu luôn ạ. Chắc có lẽ bây giờ cũng khá muộn rồi, em cái cũng xin dừng cái video tại đây và xin hẹn quý vị khán giả ở cái video tiếp theo ạ.